Xin chào các bạn Hôm nay mình học cái cụm từ là Got it Các bạn ha Got it à, Các bạn thấy mình đọc Các bạn cảm thấy là sao kỳ vậy Chữ tơ đó mà tại sao đọc chữ D Và chữ tơ ở đằng sau á Mình không có không có nghe mình đọc Nhưng mà mình đọc các bạn ha Nhưng mà Có nghĩa là mình đọc nửa chân á Mình không có Got it Các bạn có thể thắc mắc ha nhưng mà mình sẽ giải thích rõ ràng sau các bạn ha, got it, um, got it, <laughs> việc đường mà đọc nẹo các bạn ha, cái này là nội âm á các bạn, nhưng mà mình cũng sẽ giải thích sau. Bây giờ mình sẽ giải thích cái nghĩa ha, um, bởi vì mình nói là học một cái căn bản á, bây giờ các bạn học các bạn cảm thấy khó, nhưng mà khi mà các bạn biết cái căn bản rồi các bạn thấy dễ lắm. Mình sẽ giải thích cái nghĩa trước ha Là Có nghĩa là Hiểu rồi á các bạn Hoặc là biết rồi á Giống như là Cái gì đó mà Ví dụ ha Là à, mẹ của bạn nói là à, Con phải à, Cần đi đến à, Trường học à, Lúc 8 giờ ha Nếu không á là nó động nó cái cọng bị động á ví dụ vậy thì bạn nói là got it là có nghĩa là con hiểu rồi con biết rồi ví dụ vậy á hoặc là um, cái bài um, bài tập á mà hoặc là bài giảng á, các bạn không có hiểu á các bạn hỏi lại cô giáo và khi mà bạn hiểu rồi á thì bạn là got it và cái câu này là rất là thương dung các bạn á cho nên các bạn cố gắng nhớ cái cung này á bây giờ mình cố gắng chia sẻ chi tiết các bạn phát âm à, và các bạn cố gắng đừng có bỏ cuộc làm cái gì cũng vậy các bạn cái bước đầu nó rất là khó khăn à, mình hiểu điều đó các bạn à, và như mình nói các bạn mình phiên âm theo kiểu mỹ nhiều hơn các bạn mình chia sẻ cái cách phiên âm theo kiểu mỹ nhiều hơn tiếng anh anh mỹ không phải là anh anh à, thỉnh thoảng mình cũng Trồn chung các bạn nhưng mà nó nghiêng về phiên âm ăn à, anh mỹ nhiều hơn á bây giờ các bạn đọc ha cái từ thứ nhất á g g các bạn nhớ ha g g nè cổ cổ hồng á các bạn các bạn đọc mạnh ha không phải là g g g không phải là g mà là g g, g. xong chữ o tròn nhất quả trứng gà của Việt Nam á các bạn ấy, là các bạn cũng đọc Ơ uh, ơ oh, oh. mà các bạn để cái các bạn để cái lưỡi ấy, đầu lưỡi ấy, uh, ở dưới hàm răng dưới bên trong á các bạn ấy. xong các bạn hạ cái miệng ra. Ơ. Oh, ơ oh. thì nó tròn á, tròn âm á các bạn. Chữ tơ đỏ các bạn ha, các bạn chuyển qua chữ d. Đó là tiếng Anh Mỹ các bạn ha. Còn mà anh anh á Tiếng anh mà anh anh á Là cũng vẫn giữ chữ t, t, Không có đờ các bạn um, Con chữ y đỏ các bạn Là các bạn đọc e, e, e. Các bạn đọc giống như y e, -y e Nhưng nhưng mà cái miền của các bạn á, hình như là không có giúp dích đó các bạn Ê. Các bạn đừng có đọc là y Y Các bạn đừng có đọc là ha Ê. Ê bây giờ cái chữ tơ đó nó thành chữ đơ ha nó nổi với là chữ y đó các bạn các bạn đọc nổi á hai từ mà các bạn đọc nổi á các bạn bắt đầu đọc ha go điện um, go go ha xong các bạn qua điện các bạn đi xong á cái chữ tơ mà đằng sau của á sau cái chữ y á các bạn để cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên bên trong ha các bạn Dự nguyên vậy khi mà đọc xong á Dự nguyên vậy thì nó ra chữ tơ đó mà các bạn không có đọc bật ra không có mà các bạn dự nguyên vậy có nghĩa là đọc nửa vời á các bạn đọc nửa chân á god it god it god it thì xong các bạn để cái lưỡi vậy để cho nó ra chữ tơ ở cuối á các bạn các bạn nhận cái âm đâu ha god it có nghĩa là các bạn got các bạn go các bạn đọc đi lên một chút á điện điện các bạn đi xuống hà dòng xuống á cái này gọi là cái ngữ điều hả um, cái nhận âm và cái ngữ điều mình 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 không biết dùng cái từ nào luôn á các bạn nhưng mà cái nhận âm á là nhận âm một và hoặc là nhận âm hai thì các bạn không có quyết định được các bạn ha? các bạn không có quyết định được là À, cái cách cái cách nhận âm giống như các, các bạn phải tra từ điện hoặc là nghe những cái người mà họ đã học qua rồi á hoặc là cái người bạn sử họ chia sẻ còn á cái ngữ điều á là có thể nó thay đổi các bạn ha. tùy cái hoàn cảnh tùy người nói chuyện là có người nói chuyện họ thích Nhận cái cái ngữ điều đó đi lên bởi vì là họ họ thấy cái từ cái họ muốn nhận mạnh cái từ đó là quan trọng còn mà um, nói chung á các bạn à, cái điểm mạnh của mình á, là mình chia sẻ phạt âm và mình chia sẻ những cái từ đó nhận âm 1, âm 2 hoặc là âm 3 mình đó là hai cái điểm mà mình nắm chắc á. còn mấy cái điểm mà à, ngữ điều á thì cũng tùy người nữa các bạn có những cái câu ngữ điều um, cái luật lệ là nó đi lên hoặc là đi xuống cuối câu nhưng mà có những cái câu á, là tùy cái người đó họ muốn nhẫn mạnh cái từ nào các bạn thì họ, họ nhẫn lên cái từ đó có nghĩa là cái ngữ điều có thể thay đổi tùy cái hoàn cảnh tùy cái câu đó nhưng mà cái nhẫn âm á, các bạn các bạn không có từ thay đổi được các bạn phải tra từ điển hoặc là các bạn phải nghe những người mà họ học trước là họ chia sẻ lại hoặc là những người bạn sửa các bạn cho nên là cái nhận âm các bạn phải rất là cẩn thận mình sẽ chia sẻ cái tra từ điển và nhận biệt cái nhận âm ha cái cách nhận âm một hoặc là âm hai hoặc là âm ba mình sẽ cố gắng chia sẻ trong một cái thời gian nào đó Ừ, bởi vì khi mà nhận âm mà bị sai á các bạn nhận âm một mà các bạn nhận âm hai là nhiều lúc nó qua cái nghĩa khác các bạn ha các bạn cứ tưởng tượng là trong tiếng việt của mình á là một chữ là một từ là có dấu sắc dấu huyền dấu còng à, không phải xin lỗi dấu nặng dấu hỏi dấu ngã mà các bạn dấu sắc mà các bạn đọc dấu huyền thì nhiều lúc nó ra cái nghĩa khác cho nên không có đổi dấu được các bạn cái từ màu là dẫu huyền các bạn không có đổi thành mẫu được nó ra cái nghĩa khác rồi các bạn cứ tưởng tượng trong tiếng anh cũng vậy á các bạn nhận nhận âm sai nhiều lúc cái nghĩa nó khác các các bạn nhưng mà cái ngữ điệu là có nghĩa là các bạn có thể nói là ví dụ uh, mẹ ơi con đi ăn đây mẹ ơi con đi ăn đây đó cái nghĩa nhiều lúc cái ngữ điệu có thể thay đổi các bạn á có những từ à, có những câu có thể thay đổi nhưng mà cái nhẫn âm không có thay đổi các bạn ha vậy là nhận âm và ngữ điều nó khác nhau các bạn ha cho nên là mình có nói hình như là mình nhớ là mình có nói một cái cái chia sẻ nào đó là ngữ điều và nhẫn âm nó giống nhau á. thật ra không có giống các bạn ha mình xin lỗi không có giống nhau nó khác nhau nhưng mà có thể nó bổ sung cho nhau á các bạn nếu mà các bạn nhận âm đúng á thì trong cái câu á cái ngữ điều nó hay hơn á các bạn nói chung học một cái ngôn ngữ nó bao gồm rất là nhiều các bạn nghe nói đọc viết nhận âm ngữ điều ngữ pháp rồi chỉnh tả giống như việc sai chỉnh tả thì cũng họ cũng hiểu nhưng mà giống như tiếng việt mình vậy á các bạn nếu mà tiếng anh thì cũng có việc sai chỉnh tả nữa từ từ mình sẽ chia sẻ tất tần tật ha mà bây giờ mình chỉ chia sẻ cái căn bản trước nói chung là một cái quá trình đó các bạn các bạn cứ cố gắng um, 3 tháng rồi một năm là mình nghĩ là từ 3 tháng đến một năm là nắm được cái căn bản tổ của các bạn còn mà từ um, 1 một năm đến 2 năm á um, là giao tiếp tốt rồi á các bạn giống như là giao tiếp cái căn bản giao tiếp cái hàng ngày á và có nhiều người giỏi nữa thì họ sẽ cái trình độ của họ cao hơn nữa có nghĩa là tuy các bạn chúng ta chúng ta không có so sánh được mỗi người mỗi cái cách học khác nhau mỗi cái tiếp thu khác nhau nhưng mà thường thường là một đến 2 năm là biết giao tiếp bình thường rồi các bạn mỗi hàng ngày á những câu chuyện hàng ngày á và cái căn bản á mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình Chúc các bạn luôn vui vẻ và học tốt ha. Hẹn gặp lại các bạn.